bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nhà bài tập trang số 36, sách giáo khoa lớp 1, tập 1, kết nối tri thức các bạn nhé. Và bài ngày hôm nay yêu cầu của chúng ta đó là tìm số thích hợp để điền vào những ô chấm. Trong bài, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào đây gần hơn một chút nhé. Được chưa nhỉ? Ở đây thì mình có các cái số như sau. Đầu tiên là số 1, số 2 gộp lại thì sẽ được số 3, đúng không nào? Tương tự có 1 chấm, 2 chấm. Đó. Tiếp theo chúng ta số hàng bên cạnh nào. Số mấy đây? 1, 2, 3. Và chúng ta có 3 chấm, đúng không nào? 3 chấm sẽ biểu thị cho chữ số 3, đúng không? Tiếp theo là ở đây có 1, 2, 3, 4. 4 chấm biểu thị cho chữ số 4 này. 3 với 4 sẽ được mấy nhở? Đếm nhé. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vậy là có tất cả là 7 chấm. Chúng ta sẽ điền số 7 vào đây. 3 và 4 được 7. 3 và 4 thì được 7 các bạn nhé. Nào, chúng ta chuyển sang ý tiếp theo. Tiếp theo, phần này có tất cả là chúng ta đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chấm đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ điền số 6 vào ô nhé. Điền số 6 này. Và đây có 1, 2 chấm là số 2. 6 và 2 thì sẽ được, được mấy nhỉ? Được 8 đúng không nào? 6 và 2 thì được 8. Tiếp tục chúng ta có gì nhỉ? 1, 2, 3, 4. 4 chấm ở đây cũng có 1, 2, 3, 4, 5 chấm. 4 chấm và 5 chấm thì sẽ được 9 chấm nhé. 4 và 5 sẽ được mấy nhỉ? 9. Chúng mình điền như thế này nhá. Ở phía dưới chúng ta có 4 chấm và 2 chấm thì tương tự sẽ là 4 và 2 thì được 6. 4 này, 2 này, được 6. Cuối cùng chúng ta có 3 và 2 thì được 5. 3 và 2 được 5. Chà. Ok, thời lượng của kênh của mình đây cũng hết mất rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Chúc các bạn có buổi tối thật là vui vẻ ạ.